Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247, nơi chúng tôi cập nhật những tin tức và bộ phim mới nhất của nền điện ảnh châu Á. Từ xưa đến nay, phim ngôn tình hoa ngữ ngọt sủng luôn được các mọt phim yêu thích, bởi mô típ hoàng tử lạnh lùng, đẹp trai sẽ đem lòng yêu cô nàng lọ lem có trái tim ấm áp và chân thành, viết nên câu chuyện tình ngọt ngào và đầy lãng mạn. Nếu bạn cũng là tín đồ của dòng phim này thì còn chần chờ gì nữa mà không bỏ túi ngay 4 phim ngôn tình hoa ngữ ngọt sủng mới nhất hiện nay. 1. Pháo hoa nhân gian của tôi, Dương Dương, Vương Sở Nhiên. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang đợi người của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Nội dung xoay quanh câu chuyện của Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên, từ nhỏ mồ côi cha mẹ và được nhận nuôi. Một lần tình cờ, cô gặp gỡ chàng lính cứu hỏa Tống Diệp, Dương Dương, người mang đến hy vọng, sự lạc quan cho Hứa Thấm. Chuyện tình ngọt ngào của cả hai bị thử thách bởi áp lực cuộc sống. 2. Vụng trộm không thể giấu, Triệu Lộ Tư, Trần Chết Viễn. Bộ phim thường xuyên lên hot search vì dàn diễn viên chính hé lộ tạo hình, cảnh quay thân mật của hai ngôi sao Triệu Lộ Tư, Trần Chết Viễn. Cặp đôi có nhiều cảnh hôn, chăm sóc vô cùng dịu dàng khiến fan càng thêm phấn khích. Nội dung phim kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình, không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. 7 năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực. 3. Mưu Nữ Lang, Lưu Hạo Tồn, Lâm Nhất. Lưu Hạo Tồn là cái tên nổi bật của làng giải trí nhờ danh hiệu Mưu Nữ Lang, vừa debut đã được ưu ái liên tục trong các dự án lớn. Hiện, cô nàng đang thử sức với dòng phim ngôn tình truyền thể thông qua dự án Ly Tâm Lực, hợp tác cùng nam thần Lâm Nhất. Nội dung được cải biên từ tiểu thuyết viễn tưởng Trạch Quỹ Đạo. Câu chuyện tập trung vào quá trình trưởng thành của nữ chính Giang Hiểu Viện. Bộ phim gây sốt nhờ những cảnh quay đậm chất điện ảnh và phản ứng couple bùng nổ giữa Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất. Cặp đôi bùng nổ vi rùa và khí chất thanh xuân dù chỉ qua những bức ảnh chụp chất lượng thấp. 4. Rất nhớ anh, Châu Dã, Đàm Thứ Kiện. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Mạc Bảo Phi Bảo. Nội dung kể về cặp đôi Mạc Thanh Thành và Cố Thanh, cả hai phải lòng đối phương qua giọng nói dù chưa một lần gặp mặt. Nam chính là ngôi sao trong giới lồng tiếng, nữ chính là ca sĩ Mạc chuyên hát dòng nhạc cổ phong. Châu Dã và Đàm Thứ Kiện được chọn đảm nhận vai chính và nhan sắc của hai diễn viên đã khiến các fan nguyên tác hài lòng. Cặp đôi còn được khen bởi diễn xuất ổn định. Trong các bộ phim vừa rồi, bộ phim nào hiện đang làm bạn say đắm? Hãy để lại cảm nhận của mình xuống dưới phần bình luận và đừng quên theo dõi những video tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!